Nên tôi mua một cái gói hàng ở trên Shopee này, một cái loa trợ giảng. Cái loa này để đi chợ bẫy chim. Đấy, tức là ngoài con chim mồi ra thì mua một cái loa này 280.000, 279.900. Bỏ ra kiểm tra nhé, xem shop nó gửi hàng như thế nào. Đóng gói thì cẩn thận đấy, đóng gói rất là cẩn thận. Mới nhận hàng chiều hôm qua, xem có đúng với mô tả không nha. Shopee 280.000. Nhãn hiệu Sony. Đây tôi quay bằng quay ngược màn hình nhá, cho nên là chữ nó không được ạ. Sony SN898. Hỗ trợ USB, FM, MP3, Bluetooth. Hình một cô gái rất là đẹp. Open cửa mở. Rồi. Đây, bên trong gói hàng gồm có một micro có dây này, cắm này, một dây đeo, adapter, củ sạc, và một chiếc máy, một điều khiển rất nhỏ gọn, một catro sách hướng dẫn này. Rồi bây giờ xem cái đài. Sao mà có pin chưa nhỉ? Pin sạc mà không nói được luôn không? Cái này có pin chưa? Xem cái này có pin chưa? Cái này có pin rồi đấy. Cái này chắc chắn nó có pin rồi. Rồi bỏ cái này này, bỏ một cái nhựa này, nó cách này thì quả pin nó mới tiếp xúc đấy. Rồi. Rất nhỏ gọn. Cho này. Bluetooth mode. Rồi, bắt Bluetooth rồi. Khi mở lên cái là bắt Bluetooth. Lấy một cái điện thoại bắt Bluetooth với cái này xem sao nha. Chưa dùng thẻ vội.
Rồi. Đã kết nối. Bluetooth đã kết nối. Tôi sẽ lấy một chiếc thẻ để thử bằng thẻ nhé. Sau khi đã cho thẻ vào trong máy, đút thẻ vào trong máy này, thì bật lên cái là máy nó chạy luôn bằng thẻ. Đó. Chạy luôn thẻ. Bắt đầu chạy rồi đấy. Nhận thẻ luôn và chạy. Thử điều khiển. Cái điều khiển này là nó có một cái mắt hồng ngoại này. Mắt hồng ngoại. Do vậy mà đây là điều khiển hồng ngoại, không phải điều khiển radio. Điều khiển hồng ngoại thì nó không được xa đâu các bạn. Có thể nó chỉ trong vòng độ 3 đến 5 mét thôi. Vì cái cường độ hồng ngoại mà nó phải thẳng. Hai thiết bị nó phải thẳng nhau, thiết bị phát và thiết bị nhận. Nó phải thẳng nhau. Đó. Tôi thử đây. Đây đang bài 1. Đó. Ấn phát này nó chuyển luôn. Và nó có hướng của nó. Riêng về điều khiển hồng ngoại thì nó phải có hướng nhận, nó phải thẳng nhau. Trừ trường hợp cũng có thể là bức xạ một cái vật cản nào đấy, như cái gương, cái kính hay bất cứ một cái vật liệu chắn nào đấy, nó bức xạ thì nó mới nhận được vào đây. Nó phải bức xạ, nó chiếu vào chầu hai cái thiết bị này. Nên cái nhận xét chung về cái loa trợ giảng này ấy, tức là mục đích mình mua để mình để đi bẫy chim, để trợ giúp cho cái việc đi bẫy chim, thì cái này không điều khiển được xa các bạn nhé, cái này chỉ gần thôi, nên cái điều khiển cái loa này nó cũng chưa thích hợp lắm về vấn đề đi bẫy chim. Thì nếu mà mua cái nó có cái điều khiển hồng ngoại ấy, điều khiển radio ấy, thì có thể nó được độ 50 m, thậm chí đến 100 m. Kéo nếu điều khiển bằng radio thì nó sẽ bắt sóng radio theo đường anten, nó sẽ được rất xa, pin khỏe nó được khoảng 100 m. Nhưng điều khiển hồng ngoại này chỉ được 5 m thôi, cho nên nó không thích hợp cho việc mà điều khiển xa. Với cái giá thành 280.000 thì nó chỉ được như vậy thôi các bạn. Xét ra nó chỉ được như vậy. Bây giờ tôi thử đến cái phần micro. Cái này thì nó không có phù hợp cho những người ví dụ đi giải trí thì không cần thiết là cái này. Nhưng mà đây là chức năng của nó thì tôi cứ thử thôi. Đây là một trong những chức năng của máy thì cứ thử. Đây, cắm vào đường headphone. Đây nó có đường ra là đường music. Đường audio inward vào ra. Cổng USB
micro. Rồi. Bật lên. Play by TF card. Bluetooth mode. Alo. Alo. Đấy, bắt được ạ. Alo. Có echo nha. Vang vọng. Alo. 1 2 3 4. Alo. Alo. 1 2 3 4. Alo. Alo. Đấy. Đường vang vọng này rất chi là nói chung là vang vọng được đấy. Cho nhiều nha. Alo. 1 2 3 4. Alo. Nha. Treo lên hẳn hoi nè. Treo lên tai hẳn hoi nè. Ví dụ đi bán hàng nè. Đấy nha. Đi bán hàng thì... Nếu đi bán hàng thì treo ở đây. Để đi bán hàng để nói cho nó đỡ phải nói to. Nếu bán hàng... Bluetooth mode. Rồi, bắt Bluetooth đấy. Nhưng mà sẽ nói micro. Sẽ nhận vào đây. Bạn nào đi bán hàng rong hoặc là quần áo thì có thể là dùng cái này cũng rất chi là thích hợp. Đấy, có echo vang vọng lên. Để tăng giảm cái chiết áp này thì nó sẽ bắt mic được tốt hơn. Nói rất là nhẹ nhưng mà nó vẫn bắt được vào micro. Để tăng hết cỡ nhé. Alo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alo. Alo. Đấy. Nói rất nhẹ nhưng mà cũng được đấy. Không biết độ bền nó như thế nào. Nói nhẹ là bạn tương đối được. Và khi ngoảnh chiếc loa vào micro thì cũng không bị rú đấy. Trở kháng cũng được. Tăng echo lên. Vang vọng lên. Alo. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Được đấy. Xét ra thì ban đầu nhận xét cái này nó chỉ có một cái về điều khiển từ xa thì nó không được xa. Còn những cái chức năng khác theo như mô tả thì rất là đồng bộ, rất là giống mô tả. Khi nhận hàng thì giống mô tả. Và tiếng âm thanh phát ra ở loa thì cũng tương đối trung thực đấy. Alo. 1 2 3 4. Và bạn nào nếu mà yêu âm nhạc thì có thể cái loa này cũng giải trí được, cũng có thể hát được, lấy tiếng nhạc ở điện thoại ra, lấy tiếng nhạc ở điện thoại ra sau hát vào đây, không khác gì một chiếc micro Bluetooth mà nó lại được treo ở tai, rất chi là gọn nhẹ đây. Alo. Rồi. Thế là cái này với tầm này tiền thì mua cũng được. Sẽ đánh giá cho cái shop này 5 sao. Vận chuyển hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, hàng giống mô tả. Alo. 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 1 2 3 4. 1 2 3 4. Alo. Alo. Em ơi có phải trời vừa sáng đông? Em ơi có phải
ngoài trời đang mưa. Alo. Thôi được rồi. Thế nha, video kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã xem video và ủng hộ kênh của mình. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ giúp kênh của mình nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn.